vũ trường chim tuyển trà rừng nha các bác nhé. Đấy, đầu mặt bóng bộ rất là đẹp. Đấy, chim cao ráo dáng dấp rất là đẹp luôn. Đấy, cho anh em xem này, mỏ vàng đầu mặt sắc nét nha các bác nhé. Đấy, chim cao dài, anh em nào mà kết thì alo cho em này mà gột đi cà phê thì quá hợp lý luôn. Chim trà rừng nên là bản lĩnh đấu khá là ok nha các bác nhá. Đấy, giọng hót rất là hay, luyến rất là hay nha các bác ạ. Chim thuần khoảng 90-95% rồi các bác nhé. Đấy, nhẹ nhàng nếu mà quen chủ xách tay hót. Thank you.
trôi mà. Đó. Cũng ăn rồi ấy, không cần đâu.